Ngày 15 tháng 9, Công an quận 7 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã xử phạt với ông Tê, sinh năm 1975, ngụ Hà Nội, là người tự xưng chánh thanh tra điều khiển xe ô tô đi ngược chiều với số tiền là 5 triệu đồng và tước bằng lái xe 2 tháng. Trước đó, sáng ngày 14 tháng 9, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển xe ô tô đi ngược chiều trên đường đang cự cãi với một tài xế khác. Trong clip, tài xế quay hình hỏi người đàn ông đi ngược chiều: chánh thanh tra gì? Làm việc ở đâu? Người đàn ông này không trả lời mà liên tục chửi thề, ăn nói ngang ngược. Sau đó, người đàn ông quay trở lại ô tô của mình, lái xe chen vào hàng ô tô đang nối đuôi nhau di chuyển ở làn kế bên. Qua xác minh, sự việc xảy ra ở giao lộ đường Nguyễn Cao, Cao Trừ Phát, phường Tân Phong, quận 7 vào lúc 7:36 ngày 14 tháng 9. Sau sự việc, công an đã vào cuộc điều tra xử lý. Mày là chánh trai đâu? Mày đâu ở đâu? Tao đưa lên cơ quan này mày đâu?